Các bạn, C sẽ di chuyển, vẫn phải di chuyển. Khi C di chuyển với cường độ với cả cái lực rộng nó không nhiều bằng của đá ghép bóng lưng rồi. Các bạn di chuyển trong khu vực một điểm, chạy quét nhiều trong khu vực đấy. Từ chồng, Đức Anh với Thành vào sau, Thành ra thành công. Thứ hai, nhóm C vẫn chưa làm điều anh muốn đấy là các bạn đi vào toàn đội bóng rơi vào tay rồi. Khi anh muốn các bạn làm gì, các bạn nhảy lên đón bóng ở điểm cao nhất và giật bóng xuống. Chưa ai làm được. Từ Quang Anh tập đội 1 đến Sơn tập đội 1 đều chưa làm được. Các bạn chỉ đứng một chỗ đợi bóng rơi vào tay xong rồi bóng chấm hết. Cái đó không phải của C. Khi vào đánh thật, các bạn sẽ không bao giờ có cơ hội để làm điều đấy. Luôn luôn có thắng. Các bạn phải nhớ này. Thúy này, các bạn nhé, nó vừa có C rebound là 1. Các bạn vừa có siêu đi 3 là 1, SF của nó cũng là quét rổ là 2. Thì hỏi các bạn là các bạn còn cơ hội để lựa bóng vào tay các bạn được không? Không có đâu, hiểu không? Cho nên cái quan trọng các bạn là gì? Rebound chủ động một chút. Nhìn thấy bóng phát là ra cướp luôn, được chưa? Đừng cho là đùa, đừng bao giờ cho đấy là đùa, được chưa? Thế rồi, rồi, 3 điểm.